một biển sâu. Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau, biết thuở ban đầu. Dù tình không vui, đôi ta xin cho hứa vui về sau. Trời còn lắng chua, cách biệt dài lâu, nước vẫn trôi màu, mắt vẫn hoen sầu, đành để hôn theo nước trôi không màu. Dẫu kia phải xa, không cho bạn thương thì xin sống nước sẽ cho gần. Vâng, xin chào và xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Thanh Audio. Ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến các bác một cái bộ combo phối ghép và với một cái mức giá thì các bác sẽ thấy giật mình đúng không ạ? Cái bộ phối ghép của ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có nguồn phát đến từ hãng thương hiệu Esoteric đúng không ạ? Với Esoteric K05. K05 thì với mức giá tầm 64 triệu đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ phải bỏ ra mức giá là 60 triệu thôi, có nghĩa rằng chúng ta đã rẻ được thêm 4 triệu trên cái sản phẩm này rồi. Và một cái chiếc âm ly bóng đen đúng không ạ? Mới nhất của Lacman với Lacman LX380 với một cái mức giá lít lên đến hơn 117 triệu đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng chỉ bỏ ra mức giá là 75 triệu thôi thì các bác cũng đã có thể là sở hữu sản phẩm này rồi đúng không ạ? Date mới nhất năm 2022 thì các bác quan tâm về sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với em, còn nhận một cái mức giá còn tốt hơn nữa các nhá. Và kèm theo đó là cặp loa Tannoy đúng không ạ? Nhắc đến thương hiệu Tannoy thì chúng ta đã quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Tannoy D700. D700 thì chúng ta sẽ phải bỏ ra với mức giá là ở đây là tầm 78 triệu rưỡi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng chỉ phải bỏ ra là 74 triệu thôi. Có nghĩa rằng chúng ta đã rẻ được 4 triệu ở trên cái sản phẩm CD này rồi này. Thêm 4 triệu ở trên cái chiếc cặp loa nữa đúng không ạ? Là 8 triệu và so với cái giá lít thì chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được cái sản phẩm này lên đến gần 60 triệu đúng không ạ? Thì có nghĩa rằng là chúng ta tiết kiệm được rất rất nhiều tiền rồi đúng không ạ? Rồi, một cái bộ combo phối ghép như thế này thì chúng ta sẽ thỏa mãn được cái thú chơi âm nhạc của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta có thể là nghe nhạc vàng, nhạc bolero hay là nhạc trữ tình thì trên cái bộ sản phẩm này cực kỳ tuyệt vời các nhá. Một cái chất âm rất nhẹ nhàng, rất chi tiết đúng không ạ? Rất là chỉn chu từ đầu đến cuối. Thì với Lacman LX380 thì các bác sẽ thấy là được thiết kế theo cái dạng vintage đúng không ạ? Nhằm tái sinh lại những cái sản phẩm trước đây của hãng thập năm thập liên 70-80 này đúng không ạ? Đấy, thì đây là một cái sản phẩm âm ly bóng đèn mới nhất của Lacman, sử dụng bóng ở đây là 6L6GC đúng không ạ? Một cái chiếc âm ly rất là hay, rất là xịn. Đấy. Thì đây là cái sản phẩm date năm 2022, vì vậy mà chúng nghĩa có nghĩa rằng là nó gần như là mới tinh vừa xuất xưởng ra mà chúng ta đã tiết kiệm được đến gần 60 triệu đúng không ạ? Rất đáng để chúng ta chơi và chúng ta trải nghiệm về cái combo cái sản phẩm này. Đúng không ạ? Đặc biệt là trong cái dịp Tết sắp đến này mà chúng ta vừa chơi vừa trưng bày thì hết sức là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Và Esoteric K05 thì cũng vậy đúng không ạ? K05 thì một cái chất âm rất là hay, rất mềm mại, rất chỉn chu, rất chi tiết. Đấy, thì tất cả các bộ combo này thì đều còn đang có sẵn hàng ở bên shop Thanh Hà Audio các bác nhá. Đấy, thì đây cũng là một cái bộ combo để chúng ta vừa tham khảo, đúng không ạ? Tham khảo và vừa chơi và vừa trải nghiệm những cái sản phẩm này thì cực kỳ là tuyệt vời các bác nhá. Vâng ạ, các bác quan tâm về một trong bất kỳ những cái sản phẩm nào bên shop Thanh Hà Audio thì hãy liên hệ trực tiếp với em để nhận một cái mức giá còn ưu đãi, còn tốt hơn nữa các bác nhá. Vâng ạ. Xa người mây mùa lá rơi
Mưa về nhớ nhau, đồng thương xanh.